chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Như anh em cũng biết là giải đấu ban hội của chúng ta cũng đã bắt đầu khởi tranh rồi anh em ơi. Nói bắt đầu vậy thôi chứ mà khởi tranh hồi cách đây mấy ngày rồi đúng không? Mấy tuần luôn rồi, nó cũng đã ra mắt. Nói chung là cũng đã khởi tranh nhưng mà trọng tâm đó chính là ngày 25 tháng 12 2023 là cái vòng đấu bắt đầu tuyển chọn các ban hội cực kỳ kinh khủng đại diện các server để đánh vào vòng trong và hẹn gặp nhau ở cái vòng chung kết của giải đấu ban hội lớn nhất của game Kim Thơi Origin. Và anh em có thể nhìn thấy đây là bảng xếp hạng tài phú của ban hội toàn cõi server luôn anh em. Và chúng ta thấy được có rất nhiều ban hội đang có được một số lượng tài phú rất là cao. Ví dụ như là Tủ Lầu S2, với số tài phú của ban Tủ Lầu hiện tại 183.825.940. Đây là một trong những ban đang được dự đoán là ban có thể đương kim có thể có được cái tấm vé vào vòng trong rất là cao, với cái khả năng, với cái lực lượng cực kỳ dữ dội và chất lượng. Và bây giờ cua sẽ cùng anh em qua bên server S2 để cùng chiêm ngưỡng, để cùng thưởng thức xem lực lượng ở bên server S2 ban Tủ Lầu có những lực lượng như thế nào và đại diện của server S2 là những ai nha anh em ơi. Hiện tại cua có bán thẻ xin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biểu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi ok, hiện tại chúng ta đang có mặt ở bên server S2 và ban Tủ Lầu của chúng ta với ban chủ Mỹ Tâm, với số quy danh rất là cao, hầu như là server này thì Tủ Lầu nắm chùm luôn rồi anh em. Tài phú thì tất cả các anh em ở trong server S2 bây giờ đã gom lại đầu quân cho Tủ Lầu để có thể giúp cho ban Tủ Lầu có được một cái lực lượng cực kỳ khủng khiếp và chất lượng để có thể tham gia vào cái giải đấu ban hội lần này. Và chúng ta sẽ cùng soi hàng thống lĩnh một cái người đứng đầu ở trong server S2, cũng là người thành viên nòng cốt của ban Tủ Lầu, đó chính là anh Tôn Quyền. Hồi lần trước mình đi cái thiết thành phù á anh em, mình ban của mình đối đầu với lại là ban S2, thì anh Tôn Quyền ông chuyển qua môn phái cái ban rồng, thật sự là ông quét quá kinh khủng. Đúng là thật sự cái môn phái cái ban rồng là môn phái dành cho các anh em top. Và ở trong cái bảng xếp hạng tài phú liên server, đa phần là bây giờ ai cũng sử dụng cái ban rồng hết trơn á, rất là khủng khiếp luôn. Rất là khủng khiếp luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng soi hàng anh Tôn Quyền, thống lĩnh ở bên server S2, thống lĩnh của ban Tủ Lầu ở bên server S2 còn ấy build đồ như thế nào nha. Tài phú là 5.417.104. Võ hàm là vô song 5 sao, 119 vẫn là còn vô song nha anh em. Sinh lực của nãy là 358k, tấn công là 23k. Khí linh 180. Cái khí linh này chúng ta sẽ tăng được 1 triệu tài phú lực á. Né tránh 7k7, bỏ qua né tránh là 4k3. Thân pháp là 2k7, chỉ số cực kỳ cao từ vị trí của môn phái ca ban rồng anh Tôn Quyền, quá cao luôn á. Rồi qua cái vũ khí tấn công, chí mạng, hút sinh lực, thân pháp, mộc công và chính xác. Anh ấy sử dụng là mộc công với lại miễn sát thương chí mạng, có một cái khuếch đại sát thương và còn lại là full đá bậc 4 thổ công nội. Qua cái dây chuyền anh ấy sử dụng đó chính là sát thương chi mạng, chính xác, thể chất, thần pháp, sinh lực tối đa và bỏ qua né tránh với lại miễn sát thương chi mạng là hai thuộc tính thêm. Anh ấy sử dụng full thần pháp lấy né tránh, full thần pháp luôn anh em, lấy né tránh hết luôn, quá dữ. Rồi qua cái nhẫn anh ấy sử dụng là miễn sát thương chi mạng, sinh lực tối đa, thể chất, chính xác, bỏ qua né tránh và chi mạng. Thuộc tính thêm là miễn sát thương chi mạng với lại thần pháp. Sử dụng full sát thương chi mạng. Có một viên bậc 4 cao là sát thương chi mạng, nhưng thể chất cái viên này khó lên vãi nồi luôn á, cực kỳ khó lên luôn. Rồi qua cái ngọc bội hệ kim, thể chất, chi mạng, miễn sát thương chi mạng, chính xác, bỏ qua né tránh, thần pháp. Thuộc tính thêm là thần pháp với lại miễn sát thương chi mạng. Rồi đá là anh ấy sử dụng là 1, 2, 3 viên đá 2 dòng, K
cao luôn nha, bậc 4 luôn, kinh thật. Rồi một viên là đã 4 viên, còn lại là chỉ chí mạng này. 3 viên này là chí mạng cao hai dòng, trời vãi nồi thật. Cái phù anh ấy sử dụng là chính xác sát thương chí mạng, hút nội lực bỏ qua để tránh thương pháp thể chất. Thuộc tính thêm là miễn sát thương chí mạng như lại thương pháp. Đẩy full luôn, đá miễn sát thương chí mạng cao, bậc 4 luôn. Rồi qua cái nón thì anh ấy sử dụng là né tránh thể chất, hồi sinh lực mỗi nửa giây, thương pháp sinh lực tối đa cơ bản và sát thương chí mạng. Thuộc tính thêm là thương pháp với lại là miễn sát thương chí mạng. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên luôn, 7 viên hai dòng luôn anh em. Quá dữ dội từ vị trí của anh Tông Quyền, kinh khủng. Rồi qua cái bao tay là né tránh chí mạng, hồi sinh lực mỗi nửa giây, thân pháp miễn sát thương chí mạng, sinh lực tối đa cơ bản. Rồi thuộc tính thêm là miễn sát thương chí mạng như là khang mộc. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 3 viên hai dòng, sát thương chí mạng thể chất, gơi thật sự, còn lại là sát thương chí mạng. Qua cái áo anh ấy sử dụng là sinh lực cơ bản tối đa nè, sinh lực tối đa nè, né tránh nè, rồi miễn sát thương chí mạng nè, thân pháp nè, thể chất nè. Rồi thuộc tính thêm là bỏ qua né tránh như là sát thương chí mạng, thu nhỏ sát thương và full nội công luôn. Qua cái đai, đai anh ấy sử dụng là sinh lực tối đa cơ bản, bỏ qua né tránh, thân pháp, thể chất, né tránh. Thuộc tính thêm là miễn sát thương chí mạng như là chính xác. Anh ấy là sử dụng full kim công nội luôn. Rồi qua cái đôi dài là thân pháp, tỷ lệ hồi sinh lực mỗi nửa giây, thân rồi né tránh, miễn sát thương chí mạng, sinh lực cơ bản tối đa. Thuộc tính thêm là miễn sát thương chí mạng như là chính xác. Anh ấy sử dụng full luôn một công nội luôn, một công nội để đẩy full luôn anh em. Sử dụng là quan ân quốc công, có được tấn công phần trăm, sinh lực cơ bản tối đa, nội lực cơ bản tối đa, miễn sát thương chi mạng, lục khí hóa ngọc công cộng 3 luôn. Quan ứng của nãy chi mạng, bỏ qua né tránh, sinh lực tối đa và sát thương chi mạng. Để kiếm một cái dòng thứ tư ngon là sẽ cực kỳ chua luôn anh em, rất là chua. Phi phong là vô song nè, tinh chú 31, hiện tại được 5 món trang bị cộng 115, khảm 23 và khí linh 180. Khí linh này thật sự là chua ha, là được khí linh 180 là dữ dội lắm á. Rồi anh ấy là có được 4 món hoàng kim chục lọc và đã lên cái cường hóa vũ khí cộng 16, nên là chắc chắn là anh ấy sẽ có 2 cái điểm cộng tất cả cái chiêu, tất cả cái chiêu trọng cộng 2 luôn anh em. Bị động thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng full hết trơn này. Càng về sau thì môn phái cái băng rồng của chúng ta nó sẽ có được, đó chính là cái độ châu của nó, nội là 89 anh em tăng full, đúng không? Thì anh em sẽ có thêm thu nhỏ sát thương rất là nhiều. Lúc này là anh em sẽ rất là châu, người ta đánh vô anh em thì có thể lúc đó người ta sẽ bị giảm tấn công nữa. Đây là cái việc mà người ta bị giảm tấn công đánh vô anh em, đam sẽ yếu đi, nên là anh em sẽ có thể tồn tại rất là tốt. Anh em có thể tham khảo cách tăng của anh Tông Quyền này nha, anh ấy build rất là ok luôn á. Đồng hành anh ấy sử dụng là mặt quân nè, full 50/50. Đây chiêu của anh ấy, trời vãi, chiêu bét nè, ghê không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sao. Chiêu bét cực kỳ dữ dội. Hầu khôn full luôn. Kỹ năng nè, rồi qua yến tiểu lâu chắc bị kẹt dữ quá, chưa lên nổi. Nhưng mà cũng 50/50 luôn rồi, đâu cần lên nữa đâu, đúng không? Chủ yếu là lấy cái chiêu này nè. Đây, kỹ năng nè, sách kỹ năng đồng hành nè, được là bén luôn anh em, bén như cái chén luôn á, rất là đã ha, quả dữ luôn á. Rồi nạp lan chân 49/50, còn chút xíu nữa thôi là lên 50/50 rồi. 50/50 để coi được nhiều, 16 điểm hả, càng lên càng chua anh em. Nhưng mà phải lên full thôi để tăng chỉ số, một vài chỉ số thôi nó cũng là cái gì đó cực kỳ dữ dội, đúng không? Mật tịch chung thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta gây tê liệt khi mà chúng ta sử dụng cái chiêu này, cái mật tịch chung á đó, thì cái đó là cái khống chế duy nhất của một phái cái băng rồng. Nếu như mà chúng ta đánh trúng đối phương thì khả năng chúng ta sẽ gây tê liệt, còn không nữa chúng ta đứng và bắn thôi. Ông nào mà yếu sinh lý thì bị dứt điểm bởi cái chiêu chim mi thập bát liệt, với lại là cái chiêu số 4 là phi đồng tài thiên. Hai cái chiêu đó là nó quất ghê lắm.
Rồi qua cái mật tịch cao thì tấn công của chúng ta, khi mà chúng ta tấn công chính xác vào đối phương có tỷ lệ kích hoạt thì chúng ta sẽ có thể là tăng thêm lực tay nữa. Rồi chúng ta sẽ được miễn hóa giải miễn dịch cái kiểu rất là ngon. Bởi vậy càng về sau là cái con cá ban rồng nó khó chịu ở chỗ đó anh em. Vừa châu đúng không, vừa có đam, vừa có khả năng miễn dịch nữa. Thì cái anh top mấy ông khoái lắm, nên là chắc chắn là đa phần top người ta sẽ sử dụng là như vậy. Thú cưỡi bậc 4 và trang bị thú cưỡi bậc 6 hết trơn luôn. Quá kinh khủng. Đại diện server S2 bang Tủ Lầu, anh Tôn Quyền với cách build cực kỳ dữ dội. Và chúng ta sẽ cùng đợi xem trong cái giải bang năm nay thì chúng ta sẽ xem bang Tủ Lầu của chúng ta có thể tiến sâu vào vòng trong hay không, với cái khả năng lãnh đạo và cái người đại diện đó chính là anh Tôn Quyền. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.